Giáo hội Hàn Quốc quyên góp quà Giáng sinh cho Syria Qua chi nhánh của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Hàn Quốc, giáo hội địa phương đang thực hiện chiến dịch quyên góp giúp đỡ các kỳ tổ hữu ở Syria và các nơi đang có chiến tranh. Chiến dịch mùa vọng Giáng sinh 2023 bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 2023 và kết thúc vào ngày 12 tháng 1 2024. Số tiền quyên góp sẽ được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ chuyển đến các kỳ tô hữu ở Syria, các kỳ tô hữu là lao động nhập cư ở Israel và những người xin tị nạn ở các quốc gia khác. Cụ thể, phần lớn sẽ được phân bổ cho dự án bác ái kéo dài từ tháng 12 2023 đến tháng 12 2024 cho nồi súp của máy ấm do nhà thờ chính tòa Thánh Yuste ở Damascus, Syria điều hành. Syria được chú ý đầu tiên vì cuộc xung đột kéo dài đã giết chết hơn nửa triệu người và làm cho hơn một nửa dân số phải di tản. Về phần các Kitô Hữu, trước nội chiến có khoảng 2 triệu người giờ đây giảm xuống chỉ còn 450.000. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Hàn Quốc cũng hỗ trợ dự án nụ cười bằng cách gửi quần áo làm quà giáng sinh cho các trẻ em Syria trong bối cảnh lạm phát gia tăng làm cho các cha mẹ khó mua quần áo cho con mình trong cái lạnh dưới 0 độ C, các trẻ em nghèo ở quốc gia này sẽ nhận được 27.590 áo giữ ấm. Bên cạnh đó, thay mặt dự án hỗ trợ khẩn cấp Israel-Palestine của Thánh Địa, Tổ chức Bác Ái đã tài trợ các phiếu mua thực phẩm cho các gia đình ở Belem, Ramallah và Đông Jerusalem. Các phiếu có giá trị 175 và 250 euro có thể được sử dụng để mua thực phẩm hàng ngày. Thực phẩm, nước uống và thuốc được cung cấp tại nhà thờ Công giáo Thánh Gia và nhà thờ chính thống Hy Lạp Thánh Porphyrios ở giải Gaza. Ở hai nơi thờ phượng này có khoảng 1.000 Kitô hữu đang tị nạn. Quỹ này cũng cung cấp viện trợ y tế và thực phẩm cho các cộng đoàn Kitô ở Đông Jerusalem với sự cộng tác của Tòa Thượng Phủ Latin ở Jerusalem.